Thầy Lan thân chào tất cả quý khách. À, xin cảm ơn. Phong kính đường về
anh nhớ suốt đời mưa tháng sáu. Xin cảm ơn quý vị. Và bài hát tiếp theo, Thầy Long hát một nhạc phẩm cùng nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm, một bài hát mới rất trữ tình. Đó là bài hát Lời Cho Người Tình Xa. Xin quý vị thưởng thức.